Xin chào tất cả quý anh chị. Em Công đang ngồi trên một cái chiếc xe mà nó được thiết kế vô vàn những công nghệ, và một chiếc xe cực kỳ là đẹp mắt. Nó là một cái chiếc xe bán chạy hàng đầu phân khúc hạng C, và không có một chiếc xe nào có thể là độ được về form dáng cũng như là cái khoang hành khách ngồi, và cũng như là cái những cái điều mà nó mang lại được. Mà nhất là cái chiếc xe này lại là phiên bản Premium, là phiên bản cao cấp nhất anh chị nhé. Cái phiên bản mà với Kia Cerato thì nó có 3 phiên bản, đó là một phiên bản 1.6 AT và cái phiên bản tiếp theo đó là phiên bản 1.6 MT. Còn đây là phiên bản cao cấp 2.0 Premium thì nó có đầy đủ. Đó là cái thứ nhất ta có thể nhận thấy được là cái phần trần. Cái phần trần của phiên bản Premium thì nó được thiết kế toàn bộ đó là nỉ đen. Nhìn nó rất là sang chảnh. Nếu như mà những hai phiên bản còn lại thì nó chỉ là nỉ màu nâu, nỉ màu ghi thôi anh chị nhé. Nhìn nó sẽ không được đẹp và được sang như chiếc xe này. Cái chiếc xe này nằm trong phân khúc hạng C cho nên không thể thiếu được, đó chính là cửa sổ trời đúng không ạ? Đấy, những cái chi tiết mà nó phục vụ trực tiếp trong quá trình sử dụng rất là hữu ích. Và cái phiên bản này thì nó lại cũng được nâng cấp lên đến 6 túi khí an toàn. 6 túi khí an toàn thay vì 3 túi khí thay vì 2 túi khí như là hai phiên bản còn lại. Và những cái thiết kế mà nó giống như những cái phiên bản kia, đó chính là được trang bị màn hình đối với giống như bản Mitsuri. Còn lại thì 4 ô cửa gió được thiết kế, và đặc biệt đó là 2 ô cửa gió phía ngoài thì được thiết kế dạng tubin. Nó có cái hệ thống điều chỉnh rất là dễ, rất là dễ dàng theo các chiều hướng khác nhau nhé. Vâng, và tiếp theo thì toàn bộ thì cái chiếc xe được làm bởi những cái chi tiết rất là cao cấp như là mạ chrome tạo điểm nhấn. Những công nghệ đó chính là đèn ấn nổ sát tốp, chìa thông minh không thể thiếu được. Và tiếp theo đó là điều hòa hai vùng độc lập các bác nhé. Điều hòa hai vùng độc lập. Đúng không ạ? Và tiếp theo nữa đó là gì đây? Củ số được thiết kế khá là trau chuốt với những cái đường nét phải nói rằng là sang. Hộp số tự động 6 cấp anh chị nhé. Là nó mang lại sự trải nghiệm mượt mà êm ái. Vô lăng thì thiết kế dạng vắt đáy thể thao. Đấy, vắt đáy thể thao và có trang bị nhiều phím bấm chức năng. Đặc biệt đó là phím Cruise Control Riga tự động, làm cho chiếc xe tiết kiệm hơn. Cái khối động cơ của chiếc xe này là 2.0. 2.0 anh chị sẽ thấy rằng nếu như đi đường trường thì chiếc xe này tiết kiệm hơn rất nhiều so với phiên bản 1.6. Nhưng cái đặc điểm nổi trội của cái phiên bản này, đó là phiên bản 2.0 Premium, thì toàn bộ nội thất của chiếc xe là được thiết kế theo cái tông màu, đó là tông màu đỏ và đen. Đấy. Còn lại nếu như ghế da bản thường thì nó chỉ là tông màu ghi thôi. Nhưng mà đây ghế da của dạng của phiên bản 2.0 Premium, nó sẽ là phiên bản ghế đỏ pha lẫn với lại ghế đen trộn với lại một số những cái màu đỏ. Rất là đẹp và nhìn rất là sang. Đó chính là những cái tùy chọn cho phiên bản cao cấp. Và hai ô cửa gió điều hòa phía đằng sau. Và gì nữa đây ạ? Ta có thể nhận thấy được là toàn bộ táp ly của xe cũng được nâng cấp lên hai tông màu. Đó là cũng là màu đỏ và màu đen, đúng theo tùy chọn của phần bản ghế ngồi. Đấy, anh chị thấy được là với những cái thay đổi tích cực như thế này và những cái thiết kế mà làm nổi trội lên cái form dáng của cái chiếc xe ở cái phiên bản full kịch, đúng không ạ? Và ta có thể nhận thấy được rằng với cái chiếc xe này, đấy thì cái khoang ngồi nó vô cùng rộng rãi luôn. Đấy, vô cùng rộng rãi luôn, anh chị có thể thấy được là nó thỏa mãn mọi cái sự đam mê và những gì nó là tinh túy nhất và là tinh hoa nhất của cái chiếc xe được mệnh danh là một ông vua công nghệ. Và cũng không ngẫu nhiên người ta mệnh danh đây là một ông vua công nghệ, đúng không ạ? Bởi vì nó mang tất cả những công nghệ thời đại nhất dành cho một chiếc xe sedan tầm trung. Đây là một dòng xe phổ thông anh chị nhé, chứ không phải là dòng xe sang. Nhưng nó mang lại vô số những công nghệ cao cấp. Và những cái điều mà ta phải chú ý về cái chiếc xe này, đó chính là khối lượng máy của chiếc xe. Thay vì 1.6 đi hơi yếu và chưa được thỏa mãn, thì anh chị nâng cấp lên phiên bản 2.0 này, nó sẽ cho chúng ta những cái cảm giác lái vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời lắm anh chị ạ. Đây, máy của bên em là tuyển chọn tuyệt đối zin từ doang chẳng cò và từng con ốc. Anh chị nhìn thấy cái cỗ máy với một cái chiếc xe chỉ chạy hơn 5 vạn thôi thì nó còn sáng choang tất cả tem mác xe. Đây anh chị nhìn này, từ những con ốc trên máy này. Máy em đang cho nổ, anh chị nghe có tiếng kêu gì không ạ? Nó còn êm hơn cả khối động cơ 1.6, bởi vì
với cái khối động cơ 2.0 này nó sẽ đủ tải. Và khi anh chị đạt được tốc độ trên 60 km thì chiếc xe này nó sẽ chỉ có mức tiêu nhiên liệu rất thấp thôi, chỉ khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km thôi. Có thể là còn ít hơn so với phiên bản 1.6. Điều này là điều khẳng định nếu như anh chị trực tiếp trải nghiệm chiếc xe này. Và các anh chị quan sát này, phần máy nó rất là sáng và từng các chi tiết nhựa cũng như từng chi tiết của phần đèn của xe là không có một tì vết gì cả. Một chiếc xe mà với bên Ba Tư Văn luôn luôn là cam kết với anh chị đó là được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi mà đưa ra quay clip nhé. Chính vì thế cho nên cái chiếc xe của bên Ba Tư Văn luôn luôn khẳng định được chất lượng, bao test hãng. Và khi anh chị đến mua xe tại bên showroom đó là khuyến khích anh chị đi test hãng. Đây anh chị nhìn này, từng con ốc cabo còn nguyên zin luôn. Từ những cái tấm nỉ ở phía bên trên nó còn đẹp đến mức độ như thế này, đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe chất như thế này, đẹp như thế này mà với mức giá tiền chỉ còn có 525 triệu đồng thôi. Thay vì mà anh chị bỏ đi mua mới chiếc xe này với cái tầm tiền đó là trên 700 triệu đồng thì mới mua được bản 2.0 Premium anh chị nhé. Với thiết kế phần phía đầu xe thì ta sẽ nhận thấy được rằng đây là một chiếc xe có những thiết kế thực sự là tinh xảo. Mặt ca lăng hình mũi hổ đặc trưng xuyên suốt từ tất cả các phân khúc, với cái phần phía bên trong là những cái phần hút gió anh chị nhé. Cả phần phía dưới nữa này, rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn. Và đặc biệt phần đèn có đèn bi phá sương mù ở phía dưới này, cộng với lại đèn pha thì được thiết kế đó là đèn bi chính ở phía trước và 4 cụm đèn LED ban ngày ở phía bên ở xung quanh nó, và có hệ thống cảm biến vòng xung quanh xe, hệ thống đèn gầm rất đầy đủ cho anh chị nhé. Đặc biệt thì bộ la răng của chiếc xe phiên bản này cũng được thiết kế khá là cao cấp, đó là la răng 17 inch. Đấy, la răng này được thiết kế là la răng 17 inch, một dàn lốp Michelin mới tinh mà chủ nhân vừa mới nâng cấp lên cho chiếc xe này. Đấy, mới tinh luôn nhé, còn nguyên ta lông này anh chị này, nguyên ta lông luôn. Với cái phiên bản lốp theo xe là lốp theo xe của hãng, nó là cái lốp mà chưa được tốt lắm, đi nó hơi ồn. Thì những bác nào mà chơi xe và những bác nào mà thích về việc thay đổi để cho cái chiếc xe nó được nâng cấp hơn thì thường là các bác sẽ thay đổi lên nó là lốp Michelin. Cái lốp Michelin thì nó rất là êm, cho cái chế độ cảm giác lái rất là tốt. Ghế điện được trang bị ở hàng ghế lái này các bác này. Các bác nhìn thấy được là với cái tùy chọn đó là hai tông màu đen và màu đỏ cho cái phần nội thất thì nhìn chiếc xe nó đẳng cấp hơn hẳn, đúng không ạ? Nó đẳng cấp hơn hẳn. Điều chỉnh đèn pha, chế độ chống trơn trượt, cân bằng điện tử, vô lăng vắt đáy dạng thể thao với vô số những phím bấm chức năng, đúng không ạ? Rất là nhiều luôn. Và phải nói đây là một cái chiếc xe nó mang lại tất cả những gì công nghệ cao cấp nhất của một cái dòng xe đến từ thương hiệu Kia. Và không ngẫu nhiên mà chiếc Kia Cerato này được mệnh danh là ông vua công nghệ, đúng không ạ? Không ngẫu nhiên đâu ạ. Và đây nó là một điều mặc định. Và cái form dáng này với kiểu dáng này thì không bao giờ bị lỗi thời. Nó luôn luôn là cái sự trải nghiệm và là sự đam mê. Với cái tầm tiền mà trên 500 triệu đồng thì thực sự không một chiếc xe nào mà sánh được với Kia Cerato. Bởi nó rất là rộng rãi, hai nữa đó nhiều công nghệ, và ba đó là sự lành tính và vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả đồ đạc theo xe còn nguyên nhé các bác nhé. Theo xe còn nguyên luôn, đời 2020. Xe lăn bánh đến thời điểm này là được khoảng tầm 3 năm. 3 năm mà xe mới chạy có 5 vạn 4.000 km thôi. Thì nó là một chiếc xe vừa mới hết rốt đa. Phiên bản Cerato 2.0 Premium. Vâng, là phiên bản cao cấp nhất cho một cái phiên bản dòng sedan. Và màu trắng ngọc trinh thì vô cùng đẹp đẽ luôn. Tất cả form dáng xe là còn nguyên zin và nguyên bản, không một tì vết các bác nhé. Chiếc xe này thì cam kết các bác đó là sơn zin còn đến 85% và vỏ không có một vết va chạm dù là giỏ. Và chiếc xe này thì máy móc zin từng con ốc. Đấy, các bác đến với những sản phẩm này thì khẳng định rằng đây là những sản phẩm vô cùng chất lượng và được bảo hành, bảo dưỡng định kỳ trong hãng, có lịch sử hãng rõ ràng. Vậy thì với những bác mà đang muốn quan tâm tới một sản phẩm công nghệ và là một sản phẩm quốc dân như thế này, và với giá tiền mà bên Ba Tư Văn đang bán đó chỉ là 525 triệu đồng thôi, thì các bác hãy trực tiếp liên hệ với em Công theo số hotline đã được ghi ở trên tiêu đề. Đó là 0964 834 834, có Zalo để anh chị có thể là chốt xe hoặc là
xin thêm thông tin của chiếc xe này mà em cung cấp cho anh chị. Và nếu như anh chị muốn chốt xe tốt thì hãy điện thoại cho em Công nhé. Vâng, hoặc đến trực tiếp địa chỉ 32 An Định, thành phố Hải Dương để có thể là xem những chiếc xe này. Cảm ơn anh chị và xin chào tạm biệt. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ 34 Fan.